đồ, đồ nghiệt xúc, đồ, đồ bệnh hoạn. Đồ bệnh hoạn. Đồ bệnh hoạn. Mẹ mày, để ra cái loại bệnh hoạn như mày nên bây giờ phải chịu quả báo. Nằm bệnh một chỗ đây. Mày biết không? Anh Long, bọn em chỉ là bạn tìm. Hai đứa đến đây làm. Anh có thể nghe bọn em nói chuyện một lúc được không? No, God, please, no. Em xin lỗi. Nhưng anh hãy nghe bọn em nói chuyện đã. Còn gì để nói nữa à? Chẳng phải là mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi sao? Mày không có đủ tư cách để nói chuyện với tao. Làm gì có thằng em trai nào đến cướp người yêu của anh trai mình. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Em biết cô gái này à? Không, em nhìn nhầm thôi. Nếu em có bất cứ thông tin gì về cô gái này, hãy nói cho anh biết đi. Em không biết cô gái này là ai thật mà. Thật sao? Chết rồi, đã thích làm sao bây giờ? Thôi được rồi. Nếu em có gặp cô gái này, hãy nói cho anh biết rồi nhá. Anh cảm ơn chưa? Mày dám theo dõi tao đấy à? Em không theo dõi anh. Mày bỏ ngay cái kiểu giả nhân giả nghĩa của mày đi. Chuyện của tao ấy, mày đừng có mà xía vào. No! Sao cậu lại biết nó? Cậu và nó có mối quan hệ như thế nào? Anh hiểu nhầm rồi. Anh Khôi đến đây là để tìm anh. Tìm tôi á? Thế nhưng tấm hình trong điện thoại của nó là sao? Rõ ràng nó đang theo dõi tôi mà. Anh đừng có suy nghĩ như thế nữa. Anh Khôi chỉ có ý tốt mà thôi. Ý tốt? Tôi không cần cái ý tốt đạo đức giả của nó. Mà cô gái trong tấm hình đó là người mà tôi đã kể với cậu đấy. Cô ấy có phải chị gái cậu không? Tôi thấy hai người cũng có nét giống nhau đấy. Ừ thì... đúng, đây là chị gái của tôi. Thế thì sắp tới tôi có nhiều chuyện cần phải nhờ cậu đấy. Kìa bà bối, anh hiểu tên anh chứ? Kìa, em phải tin anh. Anh thề nếu anh mà nói dối thì anh sẽ bị ông chủ mắng ngay lập tức. Quang Lâm, Minh Hoàng đâu rồi? Dạ... bạn... chắc là bạn ấy đi giao đồ cho khách ạ. Tại sao lại để cậu ta đi giao đồ? Thế các cậu để làm cái gì? Tôi đã bảo cậu ta đợi tôi ở quán cơ mà. Dạ... sao cô cứ bám lấy tôi ra như đỉa thế nhở? Tôi đã bảo là tôi không nhớ cô là ai cả. Sao anh lại không nhớ? Chúng mình đã rất hạnh phúc cơ mà. Em thích anh. Em chưa trúng tiếng sét ái tình bao giờ. Anh là người đầu tiên đấy. Này, cô... Em là Trúc Anh. Em đã nói cái tên này với anh bao nhiêu lần rồi? Tôi không cần biết cô là Trúc Anh hay Trúc Em gì cả. Tôi với cô chỉ là tình một đêm thôi. Đối với anh là tình một đêm, nhưng đối với em là tình cả đời. Nhưng mà tôi đã có bạn gái rồi và tôi không muốn cô ấy hiểu lầm. Em không tin. Nếu anh đã có bạn gái, sao anh còn qua đêm với cô gái khác? Tóm lại là cô đừng có theo đuổi tôi nữa.
Tôi không có tình cảm với cô đâu. Cậu có thể nhắn với chị cậu gặp tôi được chứ? Tôi muốn cô ấy giả làm bạn gái của tôi. Quả thật, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ tin tưởng vào tình yêu cả. Nhưng đối với chị cậu thì đó là tình cảm thật lòng. Có thể là hiện tại thì đó chưa hẳn là yêu, nhưng mà tôi thật sự rất thích chị cậu. Và tôi tin chắc chắn rằng cô ấy cũng sẽ thích và đồng ý làm bạn gái của tôi. Xin lỗi, tôi không thể. Cái này, nếu chị cậu muốn lấy lại thì hãy đồng ý điều kiện của tôi. Được, tôi sẽ báo chị ấy biết. Nhưng mà chị ấy đồng ý hay không thì tôi không chắc đâu đấy. Với cả chị ấy đang bị đau họng, đừng bắt chị ấy nói. Chỉ cần chị cậu đồng ý giúp tôi thì điều kiện gì cũng được. Cảm ơn cậu. Chết đời này mê trai là khổ nhất. Chẳng còn gì bấy lâu. Em cũng buồn lắm chứ. Anh Long, em rất vui vì hôm nay anh đã hẹn em. Anh suy nghĩ kỹ lại rồi đúng không? Cô bị ảo tưởng à? Hôm nay tôi gọi cô tới đây là muốn giới thiệu với cô một người. Tôi mong cô từ nay đừng làm phiền tôi nữa. Đây là bạn gái thôi, tôi không muốn để cô ấy hiểu lầm. Anh đang đùa em đấy à? Cô ta sao có thể? Em không tin đây là bạn gái của anh. Từ khi quen anh tới giờ, anh có bạn gái chẳng lẽ em lại không biết? Cô đừng có mà làm càn. Chẳng lẽ việc gì tôi cũng phải báo cáo với cô à? Cô không tin đúng không? Được rồi, tôi sẽ cho cô thấy. Đồ lừa đảo. Chị nói gì đấy? Cậu đừng có giả vờ nữa. Mày không hớt được bao con trai, tôi bi không tình yêu. Từ khi tôi nhìn thấy Minh Hằng, tôi đã biết cô ta là một hot girl mạng nổi tiếng. Tôi thấy cậu cũng có cái gì đấy lạ lạ. Ai ngờ theo dõi một thời gian, hóa ra cậu lại chính là Minh Hằng à. Nếu tôi nói chuyện này cho anh Long biết, thì không biết anh ấy sẽ như thế nào nhỉ?
Chị định dọa tôi đấy à? Tôi không dọa cậu, nhưng cậu hãy tránh xa anh Long ngay lập tức, nếu không muốn anh ấy biết người anh ấy yêu lại là một chàng trai. Được, tôi sẽ tránh xa anh Long, nhưng mà chị cũng phải hứa là chị sẽ không nói cho anh ấy biết nhá. Ok, thỏa thuận nhá. À còn nữa, nhớ viện một cái cớ để tôi và anh Long đến được với nhau. Nhớ đấy. Anh là ai? Sao anh lại đứng ở đây? Sao tôi lại không được đứng ở đây? Đây là quán của tôi mà. Món quà tôi đưa, chị cậu có thích không? Mà sao mấy hôm nay cậu không đi làm đấy? Gọi điện cũng không được. Tôi có việc riêng, thế nên không nghe máy được. Mà tôi cứ bảo anh Lâm với cả Bảo xin hộ tôi còn gì nữa. Được rồi, ngày hôm nay cuối buổi chiều, cậu đi ra ngoài có chút việc với tôi. Tôi có việc không đi được, xin lỗi. Dạo này cậu làm sao thế nhở? Sao cứ cố tình tránh né tôi thế? Tôi nói rồi đây, tôi có việc riêng, xin phép tôi ra trà sữa. Phải chăng anh đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên? Phải chăng anh đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy? Tình yêu ta ngất ngây say. Sao lại là cô? Sao anh lại đối xử với em như thế? Chẳng phải là chúng ta đã nói chuyện rõ ràng rồi sao? Tôi đã có bạn gái và tôi không muốn cô ấy hiểu lầm. Anh có chắc là cô ta yêu anh, không lừa dối anh không? Ý cô là sao? Em chỉ muốn anh biết rằng ai là người yêu anh và ai là người đáng được tôn trọng. Ngủ yên. Minh Hằng đâu? Tại sao Minh Hằng không đến? Anh Long này, tôi có chuyện muốn nói với anh. Tôi nghĩ là anh nên quên Minh Hằng đi và đừng bao giờ tìm chị ấy nữa. Vì sao? Bởi vì... Cục cưng, anh nhớ anh. What the hell? Anh muốn tạo cho em một bất ngờ. Thế... không định mời anh vào phòng à? Anh còn dám đến đây à? Anh có biết là anh đã hại tôi như thế nào không hả? Được rồi, anh biết lỗi rồi mà. Anh xin lỗi. Cục cưng, tha lỗi cho anh. Mình bắt đầu lại từ đầu nhé. Anh đi ra. Tôi không muốn nhìn mặt anh ở đây nữa. Minh Hoàng, anh rất nhớ anh. Em không nhớ anh sao? Anh, cút khỏi đây. Đừng để tôi kêu lên. Ở đây, tôi không sợ anh đâu. Từ ngày rời xa tôi, em trở nên càng ngày càng vui quá.
em không còn nhớ những tấm hình này của chúng ta sao? Em yêu anh, rất 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 yêu anh. Xạo chó, xạo chó. Vậy em sẽ làm tất cả vì anh chứ? Tất nhiên rồi. Qua nhà anh nhé. Anh có điều bất ngờ dành cho em. Em mặc bộ đồ này vào nhé. Giúp anh quay một đoạn clip nhỏ. Em đang làm bản báo cáo nhưng mà lại thiếu mất người mẫu. Nhưng bộ đồ này là sao ạ? Đây là đồ nữ mà. Em là con trai. Em chỉ cần thả gái rồi quay giúp anh một đoạn clip ngắn là được. Anh sẽ trang điểm thật xinh đẹp cho em. Đi mà. Chẳng lẽ em không yêu anh nữa? Em giúp anh lần này nữa nhé. Anh với em sẽ cùng tạo một bộ hình giống như thế này. Chỉ một lần này nữa thôi. Cục cưng ngoan, nghe lời anh. Cái này là gì nữa hả? Em đã quay chụp cùng anh không biết bao nhiêu clip và hình ảnh rồi. Bộ này em không chụp đâu. Sao vậy? Nhưng lần này sẽ khác. Em mặc như vậy chắc chắn sẽ rất đẹp. Chẳng lẽ em không còn yêu anh nữa sao? Anh đừng... Rượu mời không uống. Muốn uống rượu phạt à? Hình như tôi chiều hư em quá rồi đúng không? Minh Hoàng! Cục cưng, anh đợi em bao lâu rồi đấy? Đi đâu? Anh ta là ai đây? Ngoan lắm. Hôm nay anh sẽ thưởng cho em. Trên đời để may mắn tìm một người mình thương, chưa chắc cả đời đã có được. Chào cô, tôi là Duy Khánh, là người có thể giúp cô có được tên Thiên Long kia. Tôi biết cô rất thích Thiên Long, còn tôi lại muốn có được Minh Hoàng. Vậy tại sao chúng ta không hợp tác nhỉ? Đôi bên cùng có lợi. Ý anh là gì? Tôi sẽ không làm hại anh Long đâu. Tôi có bảo cô làm hại ai đâu. Tôi sẽ tìm cách tách Minh Hoàng ra khỏi Thiên Long. Còn cô
nhân cơ hội đó mà đến bên anh ta, rồi anh ta sẽ thích cô thôi. Được, tôi đồng ý. Chỉ cần có được trái tim anh Long, còn Minh Hoàng thì anh cứ giữ lấy. Là gì cả, đã là gì đâu. Anh Long, anh làm sao đấy? Sao từ lúc quen em tới giờ anh cứ như người trên mây ấy? Anh Long, anh có nghe em nói gì không? Chắc em sai rồi. Yêu một người là làm cho người ta hạnh phúc, chứ không phải là chiếm hữu người ta. Nếu từng đậm sâu thì cũng phai màu. Được rồi, coi như anh thắng, cậu ta cũng thắng. Em chỉ chiếm được thể xác của anh, còn trái tim anh lại hướng về nơi khác. Ta chẳng còn gì bấy lâu. Em không cần một người như vậy. Ý cô là gì? Rốt cuộc thì anh cũng chịu nói chuyện với em. Chỉ khi nào em nhắc đến cậu ta thì anh mới chịu trả lời em. Chúng ta hôm nay chính thức chia tay. Em hy vọng anh được hạnh phúc. Minh Hoàng, cậu ấy là người tốt, đáng được yêu thương. Anh hãy giữ lấy cậu ấy. Em yêu, nhớ anh rồi à? Chứ sao nữa, mấy hôm rồi, không cho người ta gặp rồi đấy. Để hôm nào gặp, anh đến cho nhá. Thế, việc anh nhờ em đến đâu rồi? Ổn cả rồi, nhưng mình làm vậy có quá đáng với Minh Hoàng không anh? Anh không quan tâm, điều quan tâm của anh bây giờ là chỉ có gia vị của anh thôi. Sao cô lại đuổi ý? Chẳng phải chúng ta đang hợp tác ăn ý sao? Anh nên dừng lại đi. Tôi biết anh cũng không yêu thương gì Minh Hoàng cả, thì anh giữ cậu ấy bên cạnh làm gì? Anh đừng tưởng rằng những trò biến thái đấy của anh tôi lại không biết. Trò biến thái á? Cô, tôi đây, nước sông không phạm nước giếng. Tôi yêu Minh Hoàng, tôi muốn có được Minh Hoàng. Còn cô, chẳng phải cô cũng đạt được mục đích có Thiên Long rồi sao? Yêu á? Anh nói ra lại làm tôi thấy buồn nôn đấy. Anh chỉ đang lợi dụng Minh Hoàng vì mục đích xấu xa của mình thôi. Anh đừng tưởng rằng tôi không biết những hình ảnh anh đang phát tán ở trên mạng là ảnh anh bắt ép Minh Hoàng chụp. Còn nữa, anh muốn biến cậu ấy thành một món đồ đúng không? Nếu tôi tố cáo chuyện này với công an thì không biết sẽ như thế nào nữa. Liệu có bị tố giác hình sự không? Cô không phải hù dọa. Cô có bằng chứng gì? Tôi biết anh sẽ nói như thế mà. À, con khốn,
Anh yên tâm, tôi với anh nước sông không phạm nước giếng. Nhưng hiện tại, hạnh phúc của anh Long là Minh Hoàng, còn tôi thì lại không muốn anh ấy buồn. Anh hiểu ý tôi chứ? Cô ta để ý thật à? Đúng là không nên làm việc với đàn bà mà. Con Điếm đấy làm hỏng hết kế hoạch của anh rồi. Có cách nào khác không? Hay là mình dừng lại đi anh? Em thấy mọi chuyện đi quá xa. Dừng lại á? Dừng lại sao được? Anh đã nhận tiền rồi. Và bây giờ tìm người khác thay thế khó lắm. Lão già lần này chỉ thích trai trẻ già gái, giống như Minh Hoàng thôi. Hay là em cứu anh lần này nhé. Ý anh là sao? Em sẽ thay thế vị trí của Minh Hoàng. Chẳng phải em già gái cũng rất xinh sao? Em mà đi lần này chắc lão ta sẽ bo cho em một khoản khá khá đấy. Anh hứa chỉ làm nốt vụ này thôi, rồi anh với em sẽ mở một tiệm bánh nhỏ như ước mơ của em. Em không muốn nghĩ đến tương lai tươi đẹp đó sao? Tớ xin lỗi. Tất cả mọi chuyện đều là do tớ cả, nên anh ta mới đối xử như thế với cậu. Cậu có biết là tớ buồn lắm không? Tớ tin tưởng và coi cậu như một người bạn thân. Nên tớ hiểu lý do vì sao mà cậu làm như vậy. Thế bây giờ cậu vẫn còn yêu anh ta chứ? Thực ra tớ vẫn còn tình cảm với anh ta, nhưng anh ta đáng sợ quá. Tớ không muốn phải làm theo ý anh ta nữa. Bây giờ tớ phải làm sao hả Minh Hoàng? Xin lỗi vì anh hơi nhiều chuyện. Anh cũng vừa nghe qua câu chuyện của Gia Vĩ rồi. Anh nghĩ rằng mình có thể giúp được em. Anh sẽ không để cho hắn làm hại thêm bọn ai nữa cả. Anh Lâm Minh ạ, khách đặt thêm hai trà sữa anh đào full topping ạ. Hai trà sữa anh đào full topping. Có ngay. Đi làm đồ với anh nhá. Ok, ăn cơm. Chẳng cần biết đến tương lai ngày mai. Anh Long, anh mới tới ạ. Anh tới để xem vợ chồng cô cậu quản lý quán văn ra sao chứ. Em chắc chắn nhá, là có chị Hạnh với anh Khôi ở đây thì việc kinh doanh của quán sẽ đi lên. Này. Như nào? Gia Vĩ, cậu đã quen hết với công việc ở trong quán chưa? Cũng tạm ổn rồi. Nhưng có điều tớ thấy phải học hỏi thêm nhiều ấy. Tạm ổn được rồi. Có gì cần hỏi thì chắc là phải nhờ anh Lâm.
với cả Bảo chỉ thêm nó Gia Vĩ nhá. Ok em. Ở thế là em đi luôn à? Mà bọn anh đã kịp ăn cẩu lương của em đâu. Thật ra thì anh Long có công việc ở trong đấy rồi à. Thế nên là bọn em phải đi sớm. Ừ, thế thì cứ đi thôi. Nhưng mà bao giờ có thời gian để ra đây chơi bọn anh nhá. Ok luôn anh ơi. Em ơi. Anh biết rồi, nhớ những gì anh dặn đấy. Dạ vâng. Mấy anh chị em tâm sự kỹ quá. Mình phải đi thôi, không trễ giờ bay mất. Ừ, chắc bọn anh phải đi luôn thôi. Mà này, cháu anh ra đời ấy, nhớ phải gọi điện cho anh gặp mặt cháu đấy. Tất nhiên rồi. Mà thôi, anh mời Minh Hoàng đi đi cho kịp giờ bay. Ừ. Em chào anh chị. Mấy đứa lại làm việc cẩn thận nhá. Ừ. Chỉ muốn nói anh mãi thương em, nhưng trong tim băng khoáng chẳng có ai xem. Này vì chữ thương nặng lắm đâu thể phơi bày. Phải chăng anh đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên? Phải chăng anh đã say ngay từ lúc thay nụ cười ấy? Tình yêu ta ngất ngây say được chín tầng trời bay. Quá xa mơ anh lên từng giấc mơ ngày có em. Yêu hay không yêu, thương anh em hãy nói. Trao nhau đôi môi rồi sẽ trở thành đôi. Anh đang chơi vơi, liệu em có bước tới? Chẳng chậm nói đôi lời khiến anh chợt vui cười. Phải chăng anh đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên? Phải chăng anh đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy? Yêu ta ngất ngây say được chín tầng trời mây. Quá xa mơ anh lên từng giấc mơ ngày có em.